Thưa quý vị, cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0, các xưởng sản xuất, nhà máy trên khắp thế giới đang dần được biến đổi nhờ công nghệ. Trong khi nhiều chủ doanh nghiệp phải thay đổi, thu hẹp hoặc là đóng cửa, thì cũng có nhiều người lao động chật vật để thích ứng với môi trường làm việc mới. Trong bộ ảnh sau đây, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về xu hướng công việc ngày nay, làm việc với robot và máy móc công nghệ cao. Herbie Mays, một người lao động tại Cincinnati, Hoa Kỳ, ở tuổi 62 vẫn muốn tìm việc làm. Tuy nhiên, cơ hội dành cho những người như ông không còn nhiều. Ngày càng có nhiều nhà máy yêu cầu công nhân có hiểu biết về công nghệ hoặc có kỹ năng đặc biệt. Công nhân phải vận hành được máy móc, bao gồm robot và biết duy trì các website phức tạp. Năm ngoái, công việc được tuyển dụng nhiều thứ hai ở các nhà máy Hoa Kỳ là phát triển phần mềm sau công việc bán hàng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng công nhân ở các nước châu Âu và châu Á làm việc với robot nhiều hơn là công nhân ở Hoa Kỳ. Ở Nhật Bản và Đan Mạch, máy móc tự động hiện đại hóa đã tạo ra những công việc vững chắc trong khi tăng hiệu quả sản xuất cho các nhà máy. Học việc trở nên phổ biến hơn ở một số công ty châu Âu. Tại một nhà máy của Đức ở Virginia, Hoa Kỳ, một nhân viên đang học cách trở thành kỹ sư cơ điện tử. Trong khi thu nhập bình quân của một công nhân Hoa Kỳ là 45.000 đô la Mỹ một năm, một kỹ sư cơ điện tử thông thường có thể kiếm được 97.000 đô la Mỹ một năm. Còn một nhà phát triển phần mềm kiếm hơn 100.000 đô la Mỹ một năm. Các nhà máy hiện nay đã không còn là các nhà máy từ thời những năm 2000, khi mà con người đã làm quen với sự hiện diện của tự động hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là công nghiệp 4.0 đang sáp nhập thế giới thực và ảo. Thông qua các công nghệ như là Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo hay là điện toán đám mây, thế giới thực đang dần bị chuyển hóa thành thế giới số. Những công nghệ này thì đã giúp cho con người trong mọi công việc, nhưng nó cũng sẽ lấy đi việc làm của chính chúng ta. Vậy tương lai việc làm của chúng ta sẽ như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng xem. Đằng sau những bức tường bằng kính kia là những con người đã từng nắm chắc trong tay cơ hội việc làm. Nhưng sẽ cần bao nhiêu nhà phân tích tài chính trong một thế giới đã được điều hành bởi các thuật toán? Chắc chắn tôi sẽ không khuyên con trai tôi trở thành một nhân viên ngân hàng nếu nó muốn có một nghề không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi số hóa. Nhà xã hội học Pfeiffer nghiên cứu những thay đổi diễn ra trong xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm. Bà cho rằng những công việc lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ mất an toàn nhất. Các công việc văn phòng thông thường sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó là những công việc không cần nhiều bằng cấp mà chỉ cần dựa trên các quy trình chuẩn. Cách thức tự động hóa các công việc đó khá đơn giản và cắt giảm rất nhiều chi phí, không chỉ bằng máy móc mà còn bằng các thuật toán. Nhiều ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng này. Trung Quốc đang đi đầu trong xu hướng đó. Tập đoàn sản xuất Foxconn của Đài Loan, Trung Quốc, nhà cung cấp chính của Apple, đã mua hàng ngàn robot để làm việc. Chỉ trong năm nay, họ đã thay thế 60.000 công nhân trong các nhà máy. Trong tương lai gần, công ty dự định sẽ triển khai 1 triệu robot. Nhiều việc làm trong tương lai có thể sẽ bị những cảm biến do máy tính điều khiển thay thế. Chúng sẽ được nối mạng với các nhà máy và các nhà cung cấp phụ tùng trên toàn cầu. Theo đó sẽ tự động xác định khi nào cần phụ tùng và ở đâu cần, sau đó tự sắp xếp vận chuyển. Nhưng một số ngành nghề sẽ biến mất hoàn toàn. Xe tự lái có thể khiến cho 3 triệu lái xe ở Mỹ mất việc và 5 triệu người làm việc trong các quán ăn, trạm xăng và nhà nghỉ có thể sẽ bị robot thay thế. Chúng ta sẽ kiếm sống như thế nào nếu robot làm tất cả các công việc trong tương lai?